3 lý do gây sốc khiến bạn không giảm được mỡ máu và cách khắc phục. Thứ nhất là chế độ ăn uống không hợp lý. Nguyên nhân là nhiều người vẫn duy trì thói quen ăn uống không lành mạnh như là ăn nhiều thực phẩm chất béo, đường, thiếu các rau xanh, trái cây. Điều này làm cho lượng cholesterol và triglycerides trong máu tăng cao. Cách khắc phục là thay đổi chế độ ăn uống bằng cách là tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và đường, nên bổ sung omega 3 và các loại hạt. Thứ hai là thiếu hoạt động thể chất. Lối sống ít vận động có thể làm khả năng tiêu hao mỡ và tăng mức cholesterol có hại. Cách khắc phục là tăng cường hoạt động thể chất ít nhất là 150 phút mỗi tuần. Bạn có thể lựa chọn các môn thể thao phù hợp với mình như là bơi lội hay là đạp xe đạp, tập yoga, chạy bộ hoặc là tham gia các lớp tập thể dục. Thứ ba là căng thẳng và thiếu ngủ. Nguyên nhân căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ có thể làm tăng mức cortisol. Hormone này có thể tác động tiêu cực đến lượng mỡ trong máu. Cách khắc phục là tìm cách quản lý căng thẳng thông qua tập yoga hay là ngồi thiền, hoặc là chọn ra những cái môn yêu thích, sở thích cá nhân của mình. Ưu tiên là ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng mỗi tối để giúp cơ thể phục hồi và cân bằng lại hormone. Hy vọng là những thông tin trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng mỡ máu không giảm. Tôi là Lương Y Lý Mùi Phin, chuyên thảo dược núi rừng Đông Bắc. Nếu bạn thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình cùng áp dụng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.